phải nhận giá trước rồi, chúng tôi nhận rồi. Toàn cảnh các phụ huynh đang chờ đón con. Các bạn làm bài tốt không? Bức đề năm nay nào con? Đề năm nay có dễ, có nhiều câu dễ, có câu khó, cháu ngàn à, thế rồi, chúc con được kết quả cao nhé. Bác lại cứ coi như là gì đâu.